Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọc thân mến. Trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ và thông báo một chút. Tối nay chúng ta sẽ chỉ có một tập và Khánh Duy sẽ đọc trên một tiếng tập này. Đáng nhẽ là hai tập thì mình sẽ đọc dài ra trên một tiếng tập này để mình dành thời lượng để mình đọc một tập nữa. Vì ngày mai hoặc ngày kia mình sẽ phải có việc đi trong vòng 2 ngày. 2 ngày một đêm thì mình sẽ cố gắng đọc dôi ra. Để những ngày mình đi đó thì các bạn vẫn có chuyện đọc. Thì tức là các bạn từ ngày mai thì sẽ có hai tập một ngày, hoặc là đến lúc ngày mình đi chỉ có một tập một ngày thôi. Còn tối nay tạm thời sẽ là một tập và dài ra để mình đọc thêm một tập nữa để dành, và tập Ngược Về Minh Triều cho các bạn yêu xuyên không nữa. Vì thế mình thông báo cho các bạn được biết. Thì và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào câu chuyện ngày hôm nay. Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 133 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ký dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi tập 133 Độc Bộ Thiên Hạ, Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, trái tim của Diệp Phúc đập thình thịch. Đã lâu lắm rồi, hắn không có cảm giác kích động như thế này. Hiện giờ chính là thời đại của vua hoàng. Thế giới xưa kia khi tiên nhân thống trị thế giới đã trở thành thần thoại, trở thành truyền thuyết. Ngày hôm nay, thậm chí cả thiên đế thống trị chư thiên thế giới cũng không thể có thọ mệnh vô tận, thọ nguyên tới thì cũng sẽ nguyên thần tiêu tan, hồn phi phách tán. Mà hiện giờ, hắn nghe được tiếng nói của tiên nhân viễn cổ, điều này có nghĩa là tiên nhân viễn cổ tránh thoát được đại kiếp nạn hủy thiên diệt địa, sống đến ngày hôm nay. Nếu quả thật như thế, chỉ sợ toàn bộ thế giới vô hoang, thậm chí là hàng cổ ma vực cùng 3.000 thế giới khác, bao gồm cả cửu thiên thần giới, đều phải sửa lại lịch sử, dẫn tới chấn động, thậm chí còn có thể lay động sự thống trị của thiên đế và thần vương. Loại chuyện này không thể không khiến cho hắn kích động vạn phần. Diệp Phúc chỉ cảm thấy áp lực truyền đến, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Thậm chí thần niệm hóa thân và Di La Thiên Địa Tháp của hắn dường như cũng không chịu nổi. Hắn chống cự áp lực, cưỡng ép bơi về phía có ánh sáng. Chỉ thấy ánh sáng kia càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn, dường như một khe hở thông đến thời không của thế giới khác vậy. Cách ánh sáng càng gần, hắn càng cảm thấy nó không hề chói mắt như vậy, mà càng lúc càng nhu hòa, tràn ngập một loại cảm giác giật rào sức sống, dụ dỗ người ta tới chạm vào vậy. Ánh sáng nhiều màu rực rỡ như một chiếc cầu vồng hiện ra dưới đáy biển. Ở nơi đây không có một sinh vật nào, yêu thú trong biển cũng mất tăm mất tích, thậm chí không thấy hải tảo, không thấy bất cứ sự sống nào. Vệt ánh sáng này chắc là tiên quang, sao tiên quang chính là tiên thổ. Diệp Phúc vô cùng kích động ở trong lòng, thần niệm phân thân nâng Di La Thiên Địa Tháp bay vào tiên quang. Xoẹt một tiếng, thần niệm phân thân của hắn vừa mới vào trong tiên quang thì lập tức bốc ra một luồng khói nhẹ, bị cứng rắn đè vỡ, biến mất không thấy. Di La Thiên Địa Tháp cũng đinh một tiếng rơi vào trong tiên quang. Trên huyền không đảo, trước mặt Diệp Phúc tối sầm, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn mất đi cảm ứng với tòa Di La Thiên Địa Tháp, như bị người ta cướp mất, đánh nát thần niệm của hắn ký thác trong bảo tháp. Không chỉ như thế, thần niệm phân thân có chất chứa tu vi khủng bố như đầu sỏ địa tương kỳ của hắn kia đã bị tiên quang hủy diệt hoàn toàn, khiến tu vi và thần niệm của hắn đều tổn hao không nhỏ. Lợi hại, chỉ một luồng tiên quang đã có uy năng mênh mông như vậy. Nếu là vua hoàng so ra thì còn kém. Tiên nhân trong tiên đảo kia chỉ sợ không đơn giản như vậy. Diệp Phúc thở ra một hơi, không vội tìm Di La Thiên Địa Tháp về, mà lập tức khôi phục tu vi.
tiên quang dưới đáy biển khủng bố như thế, nếu hắn không toàn lực ứng phó thì rất có khả năng sa vào nơi đó, thân thể tan rã, nguyên thần tiêu tan, hồn phi phách tán. Không biết tiên sơn dưới đáy biển đến tụt cùng có bộ dạng gì đây. Diệp Húc vừa khôi phục tu vi vừa thầm nghĩ, tiên sơn viễn cổ ở giữa biển lại được thần quy cõng ở trên lưng thì chỉ có ba: Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu. Không biết con thần quy này cõng tòa tiên sơn nào. Sau một lúc lâu, hắn khôi phục lại tu vi. Đám hùng bi đầy mong chờ nhìn hắn. Vẻ suy sụp của Hạo Thiên Khuyển đã biến mất. Cái đuôi của nó như một chiếc gậy dựng thẳng tắp. Thấy Diệp Húc nhìn nó thì lập tức vẫy đuôi tới lui, giống như một cây lông vung qua vội vẫy lại vậy. Đáy biển quả thật có tiên sơn. Diệp Húc trầm ngâm một lát, nói đúng sự thật. Đám người hùng bi vui vẻ. Hạo Thiên Khuyển, con phá cầu này, lập tức nhảy cao ba trượng, kêu gào mà nói: chúng ta còn chờ gì nữa đây, lập tức đánh tới, tiêu diệt tiên nhân, ăn luôn tiên thỏ, chiếm lấy tiên sơn, ăn hết những thứ có thể ăn được. Đám hùng bi và Can Sải Dao lướt nhau thầm nghĩ: khó trách con cẩu này có bối phận cao hơn chúng ta, trở thành cánh tay đắc lực bên người của lão gia. Thằng nhã này quá hung tàn, ngay cả tiên nhân mà cũng đòi tiêu diệt. Lúc này Diệp Húc nói qua về nguy hiểm ở dưới đáy biển. Tiên quang trong biển có uy năng vô cùng, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi bên cạnh ta. Pháp lực của ta cùng lắm có thể bao phủ phạm vi trăm trượng. Ở ngoài trăm trượng rồi, ta không thể chiếu cố đến được đâu. Ra trăm trượng thì chỉ có một con đường chết, thần tiên cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Đám người hùng bi vội vàng gật đầu, nhớ kỹ ở trong lòng. Hạo Thiên Khuyển thì liên tục rục rã đòi đi. Diệp Húc đang định xuất phát thì chợt cảm thấy một luồng rung động truyền đến từ phía Trung Đô Đại Kim Quốc. Thậm chí, ý chí bất tử của Đại Kim Quốc, con Hải Đông Thanh kia bị người kích phát mà bắt đầu thức tỉnh, vỗ vỗ đôi cánh. Ở trong Trung Đô còn có vô số tiếng hô giết sát. Phiền toái nhớ tới rồi đây. Diệp Húc khẽ nhíu mày. Trên đỉnh Huyền Không Sơn, Diệp Húc khoanh chân mà ngồi. Hùng Bi và đám người hầu đứng ở phía sau, còn Hạo Thiên Quyền thì núp ở trước người của hắn. Ánh mắt sáng ngời hữu thần, miệng không ngừng lẩm bẩm: các ngươi, đàn thỏ này cản trở tôn vương ăn thỏ tiên. Diệp Húc kể từ khi biết dưới đáy biển có tiên sơn, tự nhiên thay đổi chú ý, tạm thời không thể rời khỏi nơi này được. Ít nhất cũng phải thăm dò tiên sơn một phen mới có thể ra đi được. Điều này đối với tính toán của hắn có chút thay đổi. Đầu tiên, hắn không có ý định dừng chân ở Hạ Châu, cho nên mới không kiêng nể gì mà bắt giữ chấn quốc pháp trượng của Đại Kim Quốc phát cho Hùng Bi và đám người làm vật cưỡi. Hiện giờ chỉ sợ cả nước Đại Kim Quốc tiến đến. Nếu như Diệp Húc chỉ là đánh bại hoặc giả giết chết Hoàn Nhan Hồng Khang pháp trượng thì người lại cũng không thể nhiều đến thế. Nhưng hắn lại đem Hoàn Nhan Hồng Khang pháp trượng đánh về nguyên hình và cho Hùng Bi và đám người kia tra tấn một phen, sau đó đem ra làm vật cưỡi. Đây không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Đại Kim đường đường là một hoàng triều, sao có thể chịu được loại nhục nhã này đây. Bởi vậy, Đại Kim Quốc đã huy động toàn lực của đế quốc, nhất thiết phải diệt trừ được Diệp Húc, cứu về chấn quốc pháp trượng. Giờ phút này, Hải Đông Thanh hình thành từ ý chí bất tử của Đại Kim Quốc đã phục hồi triệt để, hiển nhiên là đã được cao thủ thúc đẩy để kích hoạt con Hải Đông Thanh này. Ý chí bất diệt, bất tử chẳng hạn như Phách Hạ Lão Tổ là hoàng triều, quốc vận, khí vận tăng thêm trên linh mạch mà tế tám ôn dưỡng hình thành lên kỳ vật sinh linh. Hoàng triều càng ngày càng hùng mạnh, vậy thì sinh linh hình thành nên cũng càng ngày càng hùng mạnh. Đại Tần đế quốc ngưng tụ 9 đường tổ long, tất cả đều có thực lực tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Đó là do thực lực quốc vận của Hoàng triều Đại Tần so với Đại Kim Quốc mạnh hơn rất nhiều. Mà Phách Hạ Lão Tổ có thể so bì với Vu Hoàng, đó là do Đại Hạ Hoàng triều thống nhất Vu Hoàng kiến lập một đế quốc duy nhất, lại dùng kiểu giai thuần dương linh mạch cung dưỡng cho, nên Phách Hạ Lão Tổ trở nên có thể so sánh với Vu Hoàng tồn tại. Về phần Hải Đông Thanh của Đại Kim Quốc, đến giờ tu vi chỉ có thể so sánh với lão quái vật tam bất diệt cảnh nguyên thần bất diệt, mà cũng chưa hình thành nên cơ thể thực sự, nói chung mới chỉ là ý chí mà thôi. Đại Kim Quốc muốn đối phó với ta cũng tốt thôi, để ta xem Hạ Châu đế quốc này liệu có được bao nhiêu người tài giỏi đây. Một tiếng ưng khiếu thê lương truyền đến, âm hưởng trùm trời. Bất diệt cảnh ý chí của Đại Kim Quốc cuối cùng đã thức tỉnh hoàn toàn, hai cánh dang rộng. Âm hưởng thậm chí trùm khắp không gian của hãm không đảo. Hùng Bi và đám người ngẩng đầu nhìn về hướng Trung Đô, chỉ thấy trên không trung Hải Đông Thanh vút ngọc, miệng vàng, lông cánh che kín trời, giang cánh vạn dặm. Con hung cầm này cực kỳ to lớn, khiến cho người ta không khỏi hoảng sợ. Hùng Bi và đám người đều thất sắc. Huyền Không Sơn hãm không đảo với Trung Đô cách nhau hơn 1600 dặm. Hung cầm này dĩ nhiên không thể tự thân lao đến hãm không đảo, tuy nhiên cánh của nó thì có thể che khuất nơi đây. Cánh của nó có thể che kín được toàn bộ lãnh thổ của Đại Kim Quốc, đem Đại Kim tất cả che dưới cánh của mình.
Trong thành Trung Đô đột nhiên 10 luồng ánh lửa phóng thẳng lên trời, kết thành trận thế, tức là pháp trượng Trấn Quốc, Đại Kim Quốc đồng loạt hiện thân, lần lượt hướng Hãm Không Đảo mà tiến lại. Đến bờ biển, nó dừng lại qua mặt biển, nhìn Diệp Húc sát khí đằng đằng. Tiếp theo lại có một tòa Kim Loan bảo tọa từ Trung Đô bay lên, muôn hình vạn trạng, có khí thế hổ lang. Ngồi trên bảo tọa là một vị vương giả, đầu đội mũ lông, trông như lang, nhìn như ưng, có dáng một vị chúa hùng mạnh. Một chiếc pháp trượng Trấn Quốc cài trên mui xe, có hai tú nữ hai bên làm bình phong che quạt. Đằng sau triều đường quần thần hơn 100 người theo vị vương giả này hô hoán tiến đến. Bên trong thành lại có ca múa đánh trống vang lên tận trời, khua chiêng gõ mõ, ca múa đàn hát, cung nữ múa lắc thân người, ca nữ ca thanh du dương. Lại còn có rất nhiều thiếu nữ nhỏ tuổi tay cầm lãng hoa, cánh hoa khai lộ hương hoa, từng đợt xông lên ngào ngạt. Màn trình diễn này thực rất phong quang, Diệp Húc không thể không hâm mộ. Tuy nhiên, Đại Kim Quốc chỉ là một quốc chủ của tiểu quốc, không thể đánh đồng với Đại Tần, Đại Đường. Hơn nữa, lại chưa có tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, nên hắn cũng không thèm để tâm đến. Trấn Quốc pháp trượng tới trước bờ biển, dồn dập thi triển thủ đoạn, tạo vật trong hư không, tạo xuất một tòa Kim Loan điện xuất ra. Tòa đại điện này so với Huyền Không Sơn còn cao hơn hàng trăm trượng, vừa cao vừa lớn, có thể nhìn xuống Huyền Không Sơn. Kim Loan bảo tọa cuối cùng bay tới hạ vào trong tòa Kim Loan điện này. Tòa Kim Loan điện vừa được kiến tạo, cửa điện mở ra, chỉ thấy trong điện cầm huyền ti trúc đinh đinh đong đong, hơn 100 cung nữ y phục hở hang ở trước điện nhảy múa khiêu gợi, cử chỉ khiêu khích, quần áo tung bay, trên thân người xiêm y càng ngày càng ít đi. Qua một điệu múa tiếng nhạc ngừng lại, đám cung nữ này chỉ còn lại có một đôi thất chân ở lại ở trên thân người, hơi thở đứt đoạn, xấu hổ vô cùng. Đại Kim quốc chủ vỗ nhẹ tay, chỉ thấy đám cung nữ này đều nổi lên như én về rừng, nhất loạt đáp xuống trong lòng đám quần thần trong Kim Loan điện. Tiếng nói tiếng gầm gừ, đám quần thần cũng phóng đãng hình hài, không kiêng nể gì. Ồ, Đại Kim hoàng đế thật sự làm cho người ta phải ghen tị. Đây mới là kiểu sống mà lão gia ta phải có. Đợi lão gia ta đây chiếm lấy một tiểu quốc rồi, ta cũng sẽ như thế này, hoàng dâm vô độ. Hùng Bi lầm bầm cười nói. Hoàn Nhan Hùng Khang nhìn thấy Đại Kim quốc chủ với đám quần thần và nhiều cao thủ cùng đến, trong lòng dũng khí lập tức cường tráng lên, cười khanh khách nói: Tiểu dân sơn dã chưa từng nhìn thấy thượng quốc thiên triều ta tổ chức đại hội vô giả lan sao? Đám nhà quê các người chết chắc rồi, dám vào quất vào mặt lão gia ta. Trong Đại Kim quốc này cao thủ vô số, thánh thượng ta là đứng đầu thánh chủ, hiện tại các ngươi chỉ còn một con đường chết, các ngươi quỳ tất cả xuống cho ta. Quất hắn! Diệp Húc chỉ hạ giọng nói. Hùng Bi nghe vậy lập tức giơ roi quất mạnh xuống, đánh cho tới chim lớn xung quanh không lông loạn kêu thảm thiết. Bên trong Kim Loan điện, Đại Kim quốc chủ hừ lạnh một tiếng không mở miệng. Dưới điện quần thần cũng bừng bừng sắc giận. Trấn Quốc pháp trượng tức là bộ mặt của hoàng đế, là thượng sư Trấn Quốc, giờ đây đang bị người ta quất roi trước mặt hoàng đế, có thể nào làm cho người ta không giận ư? Chỉ thấy một gã Trấn Quốc pháp trượng đi ra ngoài điện, nhìn xuống Diệp Húc cao giọng nói: Phạm thần quỳ xuống nghe truyền. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, phạm thần đại nghịch bất đạo, tội đáng muôn chết. Diệp Húc khẽ nhíu mày, sau đầu một bàn tay thò ra giơ lên một nắm, liền túm lấy gã pháp trượng này, rũ tay quẳng xuống mặt đất, phong ấn tu vi. Vị Trấn Quốc pháp trượng này cũng là một vị đại vu tu thành địa tướng, bị Diệp Húc một nắm bắt gọn, không hề có được một chút sức lực phản kháng nào, nay đã bị đánh hiện nguyên hình là một con ác báo, da vàn vện sặc sỡ. Diệp Húc trong tâm khẽ động, luyện ngay một cái xúc hoàn chụp ngay vào cổ của nó, nói với bọn Hùng Bi và đám người: Quất một con chim, giờ lại rút thêm con báo này. Hùng Bi mừng rỡ cười nói: Lão gia bắt thêm vài con, huynh đệ chúng ta đều có vật cưỡi cả. Diệp Húc không thèm nghe, ngẩng đầu nhìn về Kim Loan điện cười nói: Trong Đại Kim quốc chẳng lẽ không có một ai biết nói tiếng người hay sao? Khốn kiếp mà! Một gã Trấn Quốc pháp trượng bay ra ngoài điện trách mắng: Điều dân to gan, dám muốn nói chuyện với hoàng thượng sao, còn không quỳ xuống chịu tội. Hắn còn chưa nói dứt lời, một bàn tay chụp tới, cầm hắn nhẹ nhàng quẳng xuống mặt đất, đánh về nguyên hình. Thì ra là một hoàng thân quốc thích, hóa ra là một con Hải Đông Thanh. Diệp Húc nhíu mày cười nói: Đại Kim quốc chủ, người muốn Diệp Mỗ nghe phán xét, hay là đổi lấy một người biết nói tiếng người lại đây đi. Đại Kim quốc chủ từ trên nhìn xuống dưới, văn võ quần thần không ngừng thay đổi sắc mặt. Diệp Húc rõ ràng là bắt giữ hai vị Trấn Quốc pháp trượng, đánh cho phải hiện nguyên hình, giam cầm pháp lực. Loại thực lực tu vi này vượt quá xa những đệ vu bình thường. Đổ oắt con, tự cao thực lực, dám cả gan phạm hoàng uy, chết chưa hết tội. Đại Kim quốc chủ Hoàn Nhan Hùng Lượng chậm rãi mở miệng gằn từng chữ:
ai cùng chấm tiến lên khiêu chiến giết chết ma đầu này. Diệp Phúc cười lạnh một tiếng, sau đầu một đóa hoa, đại thủ thám xuất, hướng tới Kim Loan Điện, ha ha cười nói: Thiên triều thượng quốc thật là nực cười, hôm nay ta sẽ đánh cho cả triều đình văn võ và báo quan, tất cả phải hiện ra nguyên hình, xem diện mạo thật sự của đám yêu nghiệt các ngươi nào. Vạn pháp yêu quốc. Hắn một tay che trời, bao luôn cả Kim Loan Điện, chỉ thấy trong bàn tay vọt ra một tòa yêu quốc, vô số dị chủng yêu thú thượng cổ tới tấp vọt bay ra khỏi lòng bàn tay, ầm ầm đánh vỡ Kim Loan Điện, tiến sâu vào trong triều đường, hoành hành ngang ngược, bắt giữ hết thảy bá quan văn võ, luôn cả cung nữ đem về Huyền Cung Sơn, không có ai đối địch. Đại Kim Quốc chủ nổi giận, quát lên một tiếng, thiên địa pháp tướng vụt hiện, cách nhập nội thân, lập tức thân cao vạn trượng, đánh vỡ Kim Loan Điện. Toàn thân nó rồng cuộn khúc, rắn vây quanh, vọt xuất ra giao long đại mãng, mờ mờ mịt mịt, quấn quýt quanh thân, không ngừng vặn vẹo mà đi. Ở một tiếng, hắn một trường phá vỡ vạn pháp yêu quốc của Diệp Phúc, bàn tay to lớn tìm tòi hướng Huyền Không Sơn chụp tới, cười lạnh không thôi. Chấm đã tu thành bất diệt nguyên thần, một tên sơn giã man phu cũng muốn ở trước mặt chấm dương oai ư, tự tìm đường chết mà. Bàn tay của hắn giống như móng chim ưng, năm ngón tay xòe ra, mở ra như năm tòa núi nguy nga. Có minh mông khí xanh ở trong năm tòa núi lớn lưu động, giam cầm dưới trường hư không. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thật không hổ là đại kim quốc chủ, khí thế bá đạo tuyệt luân. Cùng lúc đấy, chỉ nghe tiếng huyết gió càng ngày càng thê lương, càng ngày càng vang dội. Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng nổ lớn, con hải đông thanh vẫn còn dừng lại ở trên không trung đô, nhưng một chỉ ngọc trảo lại thẳng bước quá 1600 dặm, hướng đến hãm không đảo chụp tới. Chỉ một móng vuốt đủ để ôm gọn một tòa đảo nhỏ vuông tròn hơn vạn dặm, có thể nói là to lớn kinh người. Một con chim thật lớn à. Hạo Thiên Quyền ánh mắt nhìn thẳng, miệng lầm bầm: Con chim thỏ lớn như vậy có thể ăn bao lâu đấy? Hùng Bi và đám người không vô cảm như nó, ý chí bất tử, thực lực mạnh mẽ vô thao, có thể so với tam bất diệt cảnh, nguyên thần tam bất diệt cảnh đại vu pháp lực, căn bản bọn họ không có khả năng ngăn cản, chỉ hơi thở thôi liền ép cho bọn họ thực muốn hộc máu. Hoàn Nhan Hồng Khang cười ha ha, tuy rằng bị Hùng Bi đánh cho đến mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm, nhưng tinh thần lại phấn chấn, lạnh lùng nói: Kìa, tiểu tử, mau thả lão gia ta ra và đưa con gấu này nữa, tất cả mấy đứa kia cho lão gia ta làm vật cưỡi đi, còn ngươi thì làm nô tài cho ta. Lão gia ta trong lòng đang rất vui, không chừng có thể tha cho các ngươi một mạng. Diệp Phúc cười lạnh một tiếng, đối diện với đại kim quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng và ý chí bất tử công kích, trên mặt của hắn không hề sợ hãi một chút cũng không, đột nhiên đứng lên: Đánh hắn! Ong một tiếng, phía sau hắn thế giới triển khai, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Nhật Nguyệt Tinh Thần, Thập Thế U Minh, Luân Hồi Lục Đạo, Thiên Đình Địa Phủ, Nhất Đứng Nhi Xuất, lồng lộng nguy nga, dường như có không gian vô cùng vô tận. Trong thế giới bản vương chân thân, giống như một pho tượng người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, chân đạp đại địa U Minh, tay xách Nhật Nguyệt Tinh Thần. Đột nhiên, một bước ra khỏi thế giới, đi vào trong nội thể của hắn, cùng với thân thể tương dung. Diệp Phúc thân cao vạn trượng, lắc thân một nhoáng, hóa ra 4 đầu 8 tay, một quyền đánh tới, chống lại đại kim quốc chủ. Từ khi ta tu thành bản vương chân thân cho đến nay, chưa từng cùng với người chân chân chính chính giao đấu. Hôm nay dùng ngươi để kiểm nghiệm uy lực của bản vương chân thân của ta vậy. Diệp Phúc vừa mới nói, liền thi triển bản vương chân thân, chỉ nghe ầm vang một tiếng, thân thể của hắn bị ép từ không trung, tức tức giãn nứt, xuất hiện một lớp vết rách như tấm lưới lớn. Nắm tay của đại kim quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng và móng vuốt của Hải Đông Thanh cùng lúc công tới, Diệp Phúc mở ra hai bên, đồng thời phải gồng lên kháng cự với hai cường nhân. Không gian chấn động không ngừng, nắm tay của hắn lập tức đập nát móng vuốt lớn của Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh bị đau, kêu lên một tiếng bi ai, thu hồi móng vuốt, đồng thời đưa móng vuốt khác ra đánh tới. Hải Đông Thanh này chưa có hình thành thân thể, chỉ là có pháp lực tam bất diệt cảnh nguyên thần, tam bất diệt đại vu, mà lại cũng không có thân thể tương ứng để bao quát pháp lực. Thực lực thực tế còn không bị được với đại vu nguyên thần bất diệt. Mà đại kim quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng lại chấn được Diệp Phúc thối lui một bước. Đây là bởi vì thân thể của hắn lại thêm pháp lực chính, là cao thủ nguyên thần bất diệt thực sự, vượt ra Hải Đông Thanh về bộ dáng này. Diệp Phúc thi triển bàn cổ chân thân, thân thể mạnh mẽ, có thể cạnh tranh với cao thủ nguyên thần bất diệt như Hoàn Nhan Hồng Lượng, thậm chí còn có thể vượt hơn những pháp lực, lại không thể so sánh được với hạng cường nhân này. Tuy nhiên, bàn cổ chân thân của hắn được tích hợp thân thể của ma tộc Đế Thích, nên giống như một cỗ máy chiến đấu trời sinh, trong chiến đấu lại chân cả Hoàn Nhan Hồng Lượng. Giữa không trung, hai người khổng lồ đánh nhau thật là trời long đất lở, hư không từng lớp sập xuống. Đại hải bị hai người đánh cho dậy sóng, bốc lên kẹt lại ở giữa không trung,
không ngừng bốc hơi, mặt biển nhanh chóng bị hạ thấp xuống. Lại còn có Hải Đông Thanh, loại mãnh cầm to lớn này không ngừng từ Trung Đô bất ngờ đánh tới, cách hơn 1.600 dặm tập kích Diệp Húc, khiến cho hắn khó lòng mà phòng bị. Loại đẳng cấp chiến đấu này, Hùng Bi và đám người căn bản là không thể tham gia, thậm chí ngay cả đến liên quan chiến đấu cũng đều không có. Nếu không có Diệp Húc lưu tâm bảo vệ thì chỉ sợ một kích bọn chúng có thể cũng bị chấn động mà chết mất rồi. Hai người đã xuất ra chân hỏa, Hoàn Nhan Hồng Lượng xuất ra từng vòng giao long đại mãng, hầu như đều bị Diệp Húc đánh vỡ, mà Diệp Húc cũng bị Hải Đông Thanh đánh trộm mấy lần, trên đầu bị chảo xuất ra 10 đường máu. Con chim này toàn chụp vào đầu người ta, mổ vào hai mắt, hạ thủ tàn độc. Giả sử như Diệp Húc không có 4 đầu 8 tay thì có lẽ đã bị con ác điều này móc mắt mất rồi. Nghiệt xúc, tìm đường chết sao? Diệp Húc nhìn thấy Hải Đông Thanh lại một lần nữa chụp tới, hừ lại một tiếng nói. 6 tay của hắn nắm chặt Hoàn Nhan Hồng Lượng, còn 2 tay tiếp tục giơ ra, nắm lấy cái móng vuốt dùng sức lắc mạnh, đem Hải Đông Thanh từ Trung Đô kéo lại một phen, kéo qua 100.000 dặm, rẽ ra một cái khiến cho Hải Đông Thanh phân làm hai mảnh. Nếu là Hải Đông Thanh có thân thể tuyệt đối sẽ không thể chịu được như thế, nhưng đây chỉ là ý chí mà chưa thành hình thân thể, thậm chí ngay đến cả linh chi cũng chưa có hình thành, đương nhiên là không phải là đối thủ của Diệp Phúc rồi. Đột nhiên từ trong tay bản vương chân thân của Hải Đông Thanh băng lên một tiếng nổ ra, hóa thành cuồn cuộn ý chí biến mất không thấy đâu nữa. Một cỗ ý chí như lũ chảy lại xuất hiện trên không trung Trung Đô Đại Kim, nó lại ngưng tụ thành một đầu Hải Đông Thanh, cánh dương rộng ra vạn dặm, hầu như Hải Đông Thanh chẳng tổn hại đi một sợi lông tóc nào cả. Nó chỉ là một cỗ bất tử ý chí. Diệp Phúc tuy rằng đã đem thân thể của nó sẽ thành hai nửa, nhưng không thể đem cỗ ý chí tiêu diệt hoàn toàn. Ý chí tán khai rồi lại đoàn tụ, giống như trạng thái ban đầu vậy. Đây cũng là lý do Nghệ Hoàng vì sao không thể giết chết Phách Hạ lão tổ, mà chỉ đem hủy diệt thân thể của lão Long Quy này rồi đem phong ấn ở trong kim tiễn. Cái đầu Hải Đông Thanh này chịu nhục, nó lại càng dũng mãnh hơn, tiếp tục vỗ đôi cánh, đưa móng vuốt sắc bén chụp tới hãm không đảo. Cũng là ỷ vào mình bất tử bất diệt, tính toán chơi trò tiêu hao chiến, nhằm tiêu hao hết pháp lực của Diệp Húc, mài chết đám người Diệp Húc kia. Mà Hoàn Nhan Hồng Lượng cũng nhìn thấy thực lực của Diệp Húc thực tại rất mạnh mẽ, 4 đầu 6 tay làm cho hắn không thể nào chiếm được một chút thượng phong nào, ngược lại liên tục bị đánh. Hắn vội vàng thả người bật lên, rớt xuống trên lưng của Hải Đông Thanh, cưỡi lên con chim lớn hướng Diệp Húc mà nhào tới. Đại Kim Quốc thật không biết điều. Diệp Húc không khỏi tức giận mà cười, đã tức giận thật sự. Ngọc Lâu bay ra gào thét xung quanh rồi bay lên, từ trong tay của hắn bay ra một chiếc đại đỉnh, trong đỉnh càn khôn nhật nguyệt đại lục trôi nổi. Hắn cất cao giọng nói: Hoàn Nhan quốc chủ nghe đây, Diệp mỗ ta bản ý là muốn cho các ngươi khó mà lui, mà các ngươi cứ liều chết mà đánh. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Diệp mỗ ta tốt tính không dám diệt Đại Kim Quốc các ngươi hay sao? Âm thanh cuồn cuộn như tiếng sấm từ trong mồm của hắn phát ra, thổ ra từng chữ hóa thành sấm gió cuồn cuộn xuyên qua 1.600 dặm đến không trung của Trung Đô, đột nhiên nổ tung, sóng âm quét ngang, chấn động bên trong Trung Đô, không biết có bao nhiêu người trực tiếp hôn mê đi. Kể cả cái đầu bất tử ý chí của Hải Đông Thanh cũng bị cái chấn động này làm cho đầu óc một trận hôn mê. Tiểu bối vô tri, một tên oắt con mà cũng muốn diệt Đại Kim Quốc của ta sao? Thật là chê cười. Hoàn Nhan Hồng Lượng cười ha hả, ngồi trên lưng của Hải Đông Thanh tông phạt không ngừng. Đại Tống Đại Liêu hàng nghìn năm nay cũng không thể diệt được Đại Kim ta, người dựa vào đâu mà dám lớn tiếng như vậy? Không biết sống chết mà. Diệp Phúc chỉ khẽ lắc đầu không để ý tới, đột nhiên thu càn khôn đỉnh về. Càn khôn đỉnh lơ lửng giữa không trung, miệng đỉnh hướng xuống dưới đảo ngược Kim Quốc Trung Đô, trong đỉnh dẫn lực vô cùng, ầm vang một tiếng gần như đem Trung Đô mà nhổ tận gốc. Tòa thành lớn này phạm vi ngàn dặm, giống như một đại lục nhỏ, cũng có tới hàng trăm sơn mạch, cũng có hàng trăm bát giới thương minh linh mạch cung ứng cho tòa đại thành này vận chuyển trận pháp, lại được Đại Kim Quốc các thế hệ hoàng đế, các thế hệ cao nhân gia cố, đem đại thành với đại địa sơn mạch nối liền thành một khối, giống như biến giang sơn thành một cái thùng sắt. Mặc dù lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh tiến đến cũng mơ tưởng mà đánh vỡ Trung Đô. Tuy nhiên giờ phút này Diệp Phúc tế khởi càn khôn đỉnh, không ngờ đem tòa thành lớn nghìn dặm này kéo tới chấn động ầm ầm, nhiều sơn mạch hình thành quần sơn có dáng đại bàng giang cánh bao quanh Trung Đô, thậm chí đều bị càn khôn đỉnh nhổ tận gốc, không ngừng thu nhỏ hướng bay ra khỏi đỉnh. Về phần trong thành, dân chúng và vũ sĩ, hậu cung của Đại Kim Quốc chủ rất đẹp, và chứa rất nhiều người cùng gia súc cũng không đứng vững nổi, đều bị hút vào trong đỉnh. Diệp Phúc hung tính đại phát,
không ngờ tính toán dùng càn khôn đại đỉnh đem đại quốc, quốc đô sinh sôi luyện hóa, luôn cả ý chí bất tử của đại kim quốc, thậm chí còn định thu cả quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng vào trong đỉnh luyện hóa thành tro tàn. Nguyên bản hắn không thể đem càn khôn đỉnh tế khởi, chẳng qua giờ phút này tu thành bản vương chân thân, pháp lực bạo tăng đã có thể tế khởi bảo vật này. Chiếc càn khôn đỉnh này là do Phách Hạ lão tổ tự thân luyện chế, đã nhập vào tương đương pháp lực của một nhân hoàng, uy năng vô cùng. Diệp Phúc đem đại đỉnh tế khởi thì thế đại đỉnh có thể nuốt vào vạn vật, luyện hóa vạn vật, nếu như tự mình có thể đủ pháp lực, thậm chí có thể luyện hóa cả nhân hoàng và thánh chủ. Tòa thành lớn này cuối cùng cũng không thể kháng cự được uy lực của càn khôn đỉnh. Tường thành từ trên nền đất lớn từ từ bị kéo ra, càng ngày càng nhanh. Chỉ sau khoảng một hơi thở, địa cơ chôn giấu dưới đất hàng nghìn mét tất cả đều bị càn khôn đỉnh rút cả lên. Thành lớn ngang trời giống như đại lục trôi đi, chậm rãi hướng càn khôn đỉnh mà rớt đến. Hoàn Nhan Hồng Lượng vừa sợ vừa giận, căm phẫn cào lên, thế nhưng không thể phản kháng được uy năng của càn khôn đỉnh, thân thể cũng không thể dừng lại được, rơi vào trong đỉnh. Đột nhiên thân thể của hắn lại biến hóa thành một con cú lớn, há to mồm hướng Hải Đông Thanh hút vào, đem đại kim quốc bất tử ý chí tất cả hút vào trong cơ thể, cùng với bất tử ý chí tương dung, pháp lực vì thế cũng tăng lên một bậc. Hắn lập tức thoát khỏi lực hút của càn khôn đỉnh, thoát thân mà ra. Hoàn Nhan quốc chủ, ngươi còn muốn đi sao? Diệp Phúc đem Hạo Thiên Khuyển tế khởi hóa thành một con chó lớn eo nhỏ, chú chó này lại tế khởi đãng hồn chung, đinh linh linh mà rung. Hoàn Nhan Hồng Lượng vừa mới thoát khỏi phạm vi công kích của càn khôn đỉnh, lại nghe thấy tiếng chuông chấn động, cho ngã trái ngã phải, hồn phách bất ổn. Chỉ nghe thấy tiếng lệ khiếu của Hải Đông Thanh. Con Hải Đông Thanh này cũng không tự chủ được từ trong cơ thể của hắn bay ra. Đinh linh linh. Con chó lại tế khởi đãng hồn chung úp vào đỉnh đầu của Hoàn Nhan Hồng Lượng, gắn vào trên trán của hắn. Tiếng chuông đinh linh linh vang lên không ngừng. Hoàn Nhan Hồng Lượng gần như bị chấn động, hồn bay phách lạc từ trên không trung mà rơi xuống. Gâu gâu, tiểu điểu nhi, cho đại tôn vương liếm một cái để thưởng thức hương vị trước cái nào. Oằng oằng. Con chó này oằng oằng kêu to, lại tới khởi sợi dây tiên hóa thành kim long, đem Hải Đông Thanh trói chặt. Nói vui mừng khôn xiết, hướng đầu chim khổng lồ mà cắn tới. Răng rắc một tiếng, nó cắn một miếng vào hư không. Cái đầu của Hải Đông Thanh này nói chung chỉ là ý chí bất diệt, căn bản không có hình thành thân thể. Ta nguyên bản không muốn đối địch với đại kim quốc các ngươi, đây là do các ngươi muốn chết. Ngươi cho rằng ta không thể diệt được đại kim quốc các ngươi, nên ta phải diệt cho ngươi xem. Diệp Húc khít vào một hơi thật dài, tâm niệm khẽ động, đem ước vạn con dân bách tính trong đại kim quốc đem vào đại đỉnh, tất cả đều quẳng ra ngoài. Tất cả con dân này của đại kim với hắn không oán không thù. Diệp Húc cũng không nỡ đem cơn giận dữ này chút xuống đầu bọn họ. Hắn chỉ muốn đem quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng thu vào trong đỉnh, đem việc cao thủ nguyên thần bất diệt này luyện hóa. Đột nhiên chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển bỏ qua đại kim quốc bất diệt ý chí mà chuyển hướng chạy đến Hoàn Nhan Hồng Lượng, trước dùng sợi dây tiên trói chặt, sau đó bổ tới cái thân con chim lớn này hung hăng cắn một miếng. Hoàn Nhan Hồng Lượng bị nó cắn một miếng lớn cả máu và thịt, con chó này vừa nhai vừa ngốn ngấu và nuốt xuống. Tuy nhiên Hoàn Nhan Hồng Lượng chính là đại vu tu luyện đến tam bất diệt nguyên thần bất diệt, thân thể cũng đồng thời bất diệt. Rất nhanh khối máu thịt vừa bị cắn xé liền tương sinh trở lại. Hạo Thiên Khuyển hai mắt tỏa sáng nhìn Hoàn Nhan Hồng Lượng, tức thì hiền lành trở lại, thu về đã ngồn chung liếm một cái vào con quái điểu, vạn phần dịu dàng. Thôi, để từ từ, để dành từ từ ăn vậy. Hoàn Nhan Hồng Lượng dùng mình một cái, giận dữ hét lên, còn cái sự tình kinh hoàng hơn chuyện này nữa hay không đây? Thân thể của hắn bất diệt, khi bị cắn, thân thể của hắn có thể sinh trưởng trở lại. Con chó này lại tính toán đem hắn làm một món thịt lợn để bồi dưỡng, khi muốn ăn thì gặm một miếng cho đỡ thèm. Hắn giống lên một tiếng, rồi đột nhiên thân thể càng ngày càng nhỏ, xê dịch biến hóa, dự định sẽ từ sợi dây trói mà đào thoát ra ngoài. Hắn không ngờ được rằng khi hắn thể hình càng ngày càng nhỏ thì sợi dây tiên cũng theo đó mà thu nhỏ, trước sau vẫn trói chặt hắn, dù hắn có biến hóa như thế nào cũng không thể nào trốn thoát được. Thôi, đừng dãy giụa nữa nào. Hạo Thiên Quyển nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng vạn phần chăm sóc nói: Đại tôn vương ta sẽ không giết ngươi đâu, ngược lại còn nuôi dưỡng cho béo béo, trắng trắng nữa kìa. Hoàn Nhan Hồng Lượng nghe thấy tiếng cười của loại quỷ dị này, gần như hôn mê đi. Hắn là một quốc chủ quý phái, chưa từng bị sợ hãi. Thế mà giờ đây cảm giác như lông tóc dựng hết cả lên, hận là không thể lập tức tự sát mà chết cho rồi. Chẫm còn không thể chết được,
Đại Kim ta mỗi năm chiều cống Lăng Gia Tiên Phủ. Hôm nay ma đầu này dự định diệt Đại Kim quốc của ta, Lăng Gia Tiên Phủ sẽ không thể không để ý đến. Chậm sớm muộn cũng sẽ thoát vây mà ra, đem con chó này mà bảo chế đúng cách kìa. Chậm rãi mà ăn, chậm rãi ăn thôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ ở trong lòng. Diệp Húc thấy Hạo Thiên Khuyển đã chế phục được Hoàn Nhan Hồng Lượng, lúc này hắn không để ý tới nữa, xoay người nhìn về phía Bất Tử Ý Chí đang chưa nổi lơ lửng giữa không trung của Đại Kim. Con Hải Đông Thanh với đôi cánh vạn dặm kia, thầm nghĩ, Bất Tử Ý Chí thật sự không thể chết hay sao? Giờ phút này cái đầu Hải Đông Thanh đã không còn có Hoàn Nhan Hồng Lượng thúc dục kích phát nữa, nên đã rơi vào giấc ngủ say, bị Diệp Húc dễ dàng thu vào trong đỉnh tiếp tục chấn áp, lưu giữ về sau này từ từ nghiên cứu. Sinh linh hình thành từ ý chí bất tử cực kỳ kỳ diệu, sinh mệnh lâu dài, ý chí bất diệt, sinh linh bất diệt. Thách Hà lão tổ trải qua hơn 60 vạn năm bất tử, mặc dù là Nghệ Hoàng, đối với hắn thì cũng không có cách nào khác, chỉ có thể hủy đi thân thể của hắn, đem hắn phong ấn ở trong, không thể nào chém giết hắn được. Loại năng lực này kể cả Vu Hoàng cũng cực kỳ hâm mộ, dù sao thì Vu Hoàng cũng chỉ sống được vạn năm, mà các loại sinh vật này thì lại hầu như bất tử bất diệt. Không biết năng lực của ý chí bất tử có thể dùng được trên thân thể của Vu Sĩ hay không. Nếu có thể nghiên cứu ra được bí mật bất tử của chúng thì chẳng phải Vu Sĩ cũng có thể trường sinh bất lão hay sao? Diệp Húc đem Hải Đông Thanh trấn áp. Lúc này Vân Thân đứng lên tế khởi Càn Khôn Đỉnh, đem Đại Kim Quốc, Văn Võ Bá Quan, Chấn Quốc, Pháp Trượng tất cả thu vào trong đỉnh để trấn áp. Sau đấy phất tay áo một cái, cuốn lấy đám người Hạo Thiên Khuyển, Hùng Bi và Can Sẻ Dao hướng xuống biển mà đi. Hắn cùng Đại Kim Quốc quốc chủ đấu pháp, pháp lực kéo dài hơn ngàn dặm, nhưng Diệp Húc trước sau vẫn không rời khỏi Huyền Không Sơn. Ở giữa hai người pháp lực dao động cực kỳ kịch liệt, mặc dù Huyền Không Sơn là một góc tiên sơn cũng bị chấn động sâu đẩy. Bọn họ vừa mới rời khỏi thì tòa kỳ sơn đẹp đẽ này cũng đột nhiên ra một tiếng rơi vỡ, phá hủy hoàn toàn. Huyền Không Sơn tuy rằng có thể chống lại được Tam Tương Cảnh, Địa Tương Kỳ, Cự Đầu Anh Kích, nhưng thực lực Diệp Húc và Hoàn Nhan Hồng Lượng đều mạnh mẽ vô cùng, có thể so với Đại Vu Nguyên Thần Bất Diệt. Trong dư ba công kích của hai người, mặc dù là tiên sơn tàn phiến cũng không thể bảo toàn. Bọn họ vừa mới tiềm nhập vào trong biển không bao lâu, liền thấy giữa biển lớn xa xôi có 10 đạo thân ảnh cấp tốc bay lại. Có nam có nữ, có người có yêu. Lại đến bờ biển thì tất cả đều dừng lại, nhìn vào Đại Kim Trung Đô, chỉ thấy Trung Đô của thành nay đã không cánh mà bay, thậm chí liền tòa tòa núi lớn đều bị nhổ tận gốc. Nguyên bản Trung Đô vô cùng phồn hoa, giờ chỉ còn lại một cái hố to. Người nào dám cả gan tiêu diệt một quốc gia Hạ Châu đại lục ta đấy? Chẳng lẽ những người này không biết Đại Kim là nước phụ thuộc của Lăng Gia Tiên Phủ ta sao? Một gã trung niên sắc mặt xanh mét cả giận nói. Một gã nam tử trẻ tuổi suy tư lên tiếng. Có thể tiêu diệt một quốc gia, người này thực lực thật sự khủng bố. Mặc dù trong Lăng Gia Tiên Phủ, loại cao thủ này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Cuối cùng là ai? Là ai mà có thể có được pháp lực mạnh mẽ đến thế đây? Một lão già trầm giọng nói. Ở trong Hạ Châu, đại lục này, ngoại trừ Lăng Gia Tiên Phủ chúng ta, còn không có xuất hiện cao thủ mạnh mẽ như thế này. Hẳn là cao thủ ở một lục địa khác. Các người về tiên phủ bẩm báo tiên chủ trước đi. Lão phu lưu lại nơi đây điều tra một phen, xem cuối cùng là cường nhân của đại lục nào gây lên. Những người khác đều vội vàng lên tiếng đáp lại, rồi tất cả đều trở về Lăng Gia Tiên Phủ. Cao thủ đại lục nào có thể dễ dàng tiêu diệt một quốc gia? Chỉ sợ là Tam Bất Diệt Cánh, vô địch cường nhân. Hắn ở Hạ Châu ta, ra tay chẳng lẽ là muốn hướng Lăng Gia Tiên Phủ ta khiêu chiến hay sao? Lão già cười lạnh một tiếng nói. Thật là một kẻ ngông cuồng, kiêu ngạo đến cực điểm. Cho dù là thực lực có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể là đối thủ của Lăng Gia Tiên Phủ ta được. Ta phải tìm ngươi xem ngươi có thể trốn ở nơi nào. Hắn cũng là cường giả Tam Bất Diệt Cảnh, thân thể bất diệt. Từ trong huyệt ấn đường, thần niệm ùn ùn ùa ra, rơi xuống đất, hóa thành hình, tản ra bốn phương tám hướng, bắt lấy cư dân Trung Đô dò hỏi tình huống. Không lâu sau, hắn đã biết được tướng mạo hình dáng của Diệp Húc, Hạo Thiên Khuyển và đám người đi cùng. Lão già này cho một bộ phận phân thân tiềm nhập xuống đáy biển điều tra tung tích của Diệp Húc, đột nhiên nhìn thấy dưới đáy biển có ánh sáng, trong tâm chấn động. Nơi đây không ngờ còn có một con đường. Đám người hơn phân nửa đã tiến vào tiên sơn, đây là đại sự không ổn rồi. Nếu hắn còn sống mà rời khỏi nơi đây, khắp nơi loan truyền bí mật của tiên sơn, chỉ sợ rằng khi đó Hạ Châu ta sẽ vĩnh viễn không có một ngày nào yên ổn. Hắn vội vàng thu hồi thần niệm, đang định trở về Lăng Gia Tiên Phủ, đột nhiên chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ cực lớn,
Phía xa trời cao vỡ ra, hai chiến hạm cực lớn từ trong hư không lộ xuất ra một chiếc đầu rồng cực lớn từ từ chen chúc đi ra. Trong hai chiếc chiến hạm cực lớn ấy, một cỗ lực lượng ngang ngược tuyệt luân trào ra. Đó là đại tướng quân Mông Chính và thái úy Lý Như Tư của nước Đại Tần, rốt cuộc đã truy đến tung tích Diệp Húc, oanh phá hư không truy sát mà đến. Chiến hạm ngang trời giống như hai tòa đại lục lơ lửng trên không trung. Vô số đạo thần niệm phân thân từ trên thuyền rầm rập hạ xuống, bắt người xung quanh lấy ra bức họa hình của Diệp Húc và Hạo Thiên Khuyển, hỏi xem có ai nhìn thấy tung tích của Diệp Húc không. Lão già này tâm niệm vi động, lập tức phái xuất khởi bản thân một đạo thần niệm phân thân tiếp xúc với thần niệm của Mông Chính và Lý Như Tư. Sau một lúc lâu, chỉ thấy hai chiếc chiến hạm hướng về bên này phóng tới. Diệp Húc giờ phút này đã sớm tiềm nhập vào dưới đáy biển. Đỉnh đầu Ngọc Lâu và Càn Khôn Đỉnh bảo vệ Hạo Thiên Khuyển cùng với đám người và chính mình tiến vào trong tiên quang hướng tiên sơn đáy biển mà đến đi. Hắn vừa tiến vào tiên sơn, trong nháy mắt Ngọc Lâu và Càn Khôn Đỉnh ầm ầm chấn động, bị tiên quang xâm nhập gần như đem hai bảo vật này cướp đi. Hắn phải vội vàng thúc giục pháp lực mới đứng vững được. Cái đường nứt ra này rất sâu, tiên quang từ trong đường nứt đó như nước chảy tràn ra. Diệp Húc lặn xuống càng sâu, chỉ thấy hai cái vu bảo chấn động càng lớn, khiến cho pháp lực của hắn gần như không còn nắm giữ được trong tay. Ở bên tai truyền đến cái thanh âm kỳ lạ từ xa xưa, không ngừng nói những lời không rõ ý nghĩa. Hằng cố đao. Cái âm thanh này xuyên thấu tâm linh, phảng phất nghe đến những lời liền có thể lĩnh ngộ được cái căn bản của đại đạo trong thiên địa vậy. Cuối cùng tiên quang cũng đến cuối, Diệp Phúc đột nhiên thấy trọng lực phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản của bọn hắn là đầu dưới chân trên, trọng lực sau một khắc đột nhiên phát sinh cải biến, khiến người ta cảm giác đến đầu trên chân dưới. Loại cảm giác này phảng phất giống như từ một thế giới đột nhiên bơi đến một thế giới khác trồng ngược vậy. Trên lưng thần quy viễn cổ tiên sơn không ngờ hình thành nên một thế giới độc lập, đối lập với thế giới vô hoang. Từ thế giới vô hoang mà nhìn, tiên sơn đảo ngược tại đáy biển, nhưng từ trong thế giới tiên sơn hình thành mà nhìn, thế giới vô hoang mới là thế giới lộn ngược. Diệp Húc trong lòng vạn phần kinh ngạc. Lôi đám Hạo Thiên Khuyển hùng bi từ trong khe nứt lao ra, trước mắt đột nhiên sáng ngời, không giống với tưởng tượng của bọn họ. Trước mắt bọn họ xuất hiện không phải là tiên khí lợn lờ, nhân gian tiên cảnh, mà lại là một mảnh thế giới đã bị hủy diệt. Những tiên sơn không biết bị người nào đánh cho tan nát, sơn thể dập nát trôi nổi, đi lại trong thiên không. Ngoài tiên sơn ra, còn rất nhiều đền miếu từ xưa tan hoang đổ nát vô cùng thê lương. Trong không trung từng đạo tiên quang lưu động, có xanh có tím, có hồng có lục, muôn hồng nghìn tía. Mỗi một đạo tiên quang đều ra đến hàng ngàn vạn dặm, vắt ngang trời cao, ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, khủng bố. Mà ở trên cao không trung còn có những vòng trăng tròn, cộng lại có 27 viên trăng sáng treo trên không trung, tỏa ra ánh sáng vô cùng thánh khiết. Nơi này không có bất kỳ một sinh vật nào, chỉ một cọng cỏ thôi cũng không có, vô cùng hoang vắng, căn bản không giống như là tiên sơn viễn cổ, ngược lại giống như một nghĩa địa loạn tử khí trầm trầm. Diệp Húc nhìn hướng đường tới đây, chỉ thấy khe nứt và nước biển bằng nhau, trọng lực nơi này và thế giới vô hoàng đối lập, nước biển cũng không thể xâm nhập. Nơi này rất nhiều tử khí, chẳng lẽ tiên nhân viễn cổ đều đã chết hết cả hay sao? Diệp Húc trong lòng rất thất vọng, trong mắt đọng lại sự chết chóc, chỉ thấy trong không trung trôi nổi tiên sơn và đền miếu mà không hề có một chút sự sống nào. Mặc dù từng đường tiên quang giống như cầu vồng cũng yên tĩnh không một tiếng động. Từ trong tiên quang truyền lại một sức sống vô biên, đồng thời cũng có một loại tử khí tuyệt vọng. Những tiên quang này hẳn là do khí tức của những tiên nhân viễn cổ sau khi chết hóa thành. Bọn họ nguyên bản có thể trường sinh bất diệt, vĩnh viễn bất tử, trong cơ thể tràn ngập sức sống vô cùng bao la, nhưng một loại lực lượng kỳ dị lại làm cho trong sức sống của bọn họ lại có chứa tử khí nặng nề. Diệp Phúc trong lòng lóe lên một ý tưởng thầm nghĩ. Tử khí đẻ qua sức sống, rốt cuộc khiến cho những tiên nhân viễn cổ này cũng không có cách nào khác mà lần lượt chết đi. Hắn nguyên bản vốn tưởng rằng tiên sơn trên lưng thần quy vẫn còn có tiên nhân viễn cổ tồn tại, nhưng những cảnh tượng trước mắt này lại không khỏi khiến hắn hoài nghi những phán đoán của chính mình. Một tấm bia đá cực lớn bị phá hủy trôi qua trước mặt bọn họ. Trên tấm bia đá kia viết theo phong cách cổ truyện đơn giản rõ ràng, đó là hai chữ Phương Trượng. Xem ra phiến tiên sơn này chính là Phương Trượng tiên sơn, nổi danh cùng với Bồng Lai Doanh Châu tiên sơn rồi. Đáng tiếc hiện nay tiên sơn đã không còn có tiên nhân. Diệp Húc thở dài, đột nhiên lại nghe thấy một thanh âm rất to truyền đến. Hằng cổ đạo diệu, tự nhiên tới thực. Thanh âm này làm cho rung động lòng người, có một loại đề hồ tươi tưới truyền vào trong tai, phảng phất như bừng tỉnh cảm giác đại ngộ. Đột nhiên khai ngộ ra những đạo lý lớn mà từ trước tới nay bản thân chưa hề nghĩ tới.
thanh âm từ trong thiên sơn sâu thẳm truyền đến không biết từ đâu. Tinh thần Diệp Húc không khỏi rung lên. Thanh âm này không chỉ vang lên một lần, phảng phất như có người khai đàn giảng pháp, truyền đạo thụ pháp vậy. Chẳng lẽ trong thiên sơn phương trưởng thật sự còn có thiên nhân tồn tại hay sao? Hằng cổ đạo diệu tự nhiên tới thực, những lời này ý nghĩa sâu xa. Với hắn so sánh với khúc đầu của Bản Vương Khai Thiên Kinh, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang cũng có điểm tương đồng. Bản Vương Khai Thiên Kinh của Diệp Húc sở đồ cực lớn, đem cả thiên địa vạn vật, vũ trụ hồng hoang hết thảy mà bao. Mà theo như lời thanh âm kia nói, hằng cổ đạo diệu tự nhiên tới thực đã có cái kỳ diệu như nhau. Trong đó hằng đại biểu cho đích thị vĩnh hằng, là thời gian chưa qua ta không thể đại khí phách. Cổ đại biểu chính là trời đất mênh mông, từ xưa tới nay không thể nào thay đổi. Đạo tức là thiên địa đại đạo, là căn bản đạo lý của thiên địa. Mà diệu là chữ kỳ lạ nhất, là từ trong đạo hàng cổ lập ra một pháp lý là tiên đạo, tiên pháp của viễn cổ tiên nhân. Tuy nhiên tới thực bốn chữ này cũng đều là có chỗ kỳ diệu. Tự nhiên đó là thiên địa vạn vật, là gió, là nước, là mây, là sương, là đất trời rộng lớn, là vũ trụ tinh không. Mà tới tức là đạt đến sự thành tựu, là đạt được hàng cổ đạo diệu và tự nhiên thành tựu. Thực tức là quả, là sau khi thể ngộ bảy chữ trước đạt thành đạo quả. Cảnh giới viễn cổ tiên nhân, viễn cổ tiên nhân trường sinh bất tử, dường như tất cả đều bao hàm ở tám chữ bên trong. Hàng cổ đạo diệu tự nhiên tới thực, Diệp Húc ngày càng cảm ngộ, lại càng phát giác được ý nghĩa thâm sâu của tám chữ này. Dường như có thể từ tám chữ này diễn hào ra vô cùng vô tận của đạo lý lớn, khai sáng ra tiên pháp vinh thế trường tồn. Tuy nhiên, hiển nhiên đây không thể là một sự việc có thể có được. Tám chữ hàng cổ đạo diệu tự nhiên tới thực này tuy rằng ý nghĩa thâm sâu, nhưng Diệp Húc cũng không thể từ không sinh có, cũng không thể từ trong ý nghĩa của chữ mà khai sáng ra tiên pháp được. Chỉ có thể được viễn cổ tiên nhân truyền thừa thì mới có thể từ trong tám chữ này mà thể ngộ ra được đạo lý thâm sâu, mà có khả năng tu thành tiên pháp trường sinh bất tử. Đột nhiên, một đạo tiên sơn rung động rất khẽ, vang một tiếng, quét vỡ tan một tòa tiên sơn. Mọi người nhìn thấy thì đều rất sợ hãi. Nơi này, tiên quang so với đáy biển sâu kia, về tiên quang phải nồng đậm không biết bao nhiêu. Nhiều hay ít, một đạo tiên quang gần như ngang bằng một vị đỉnh phong nhân hoàng, dễ dàng sẽ vỡ tiên sơn, đáng bình mà nhất thiết. Thật kỳ quái, ta không thể vận dụng chân nguyên được. Can xảy ra mặt mày biến sắc, đột nhiên thất thanh kêu lên. Chúng ta cũng vậy, không thể vận dụng một chút tu vi nào. Kim giác ngân giác cũng đồng thanh nói. Hùng Bi cũng thử thúc giục chân nguyên, không khỏi thất thần, hắn cũng không vận dụng được một chút pháp lực nào cả. Hạo Thiên Quyển thử đem Khốn Tiên Thẳng và Đãng Hồn Trung tế khởi, phát hiện ra cả hai vũ bảo này cũng đã mất hết tất cả uy lực, căn bản không thể tiến lên trong phương trượng tiên sơn. Diệp Húc khẽ nhíu mày, thử thi triển một đạo vô pháp thì thấy chân nguyên không có một chút động tĩnh nào cả, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn lập tức thử tế khởi Càn Khôn Đỉnh, chỉ thấy cái đại đỉnh này leng keng một tiếng rồi rơi xuống đất, khẽ khẽ chấn động thêm một chút rồi im hẳn. Trong ngọc lâu của hắn, tất cả các vũ bảo đều mất đi uy năng, không thể nào tế khởi trong đất trời này. Xung quanh nơi này sung mãn cổ tiên khí tức, vô hình chung đã khắc chế tu vi của bọn họ, làm cho bọn họ tuy rằng đầy mình thần thông cũng không thể nào sử dụng bất kỳ vũ pháp hay thúc giục một chút pháp lực nào. Đây là va chạm của thiên địa quy tắc, thế giới vu hoang chính là thiên hạ của vu, cho nên có thể không kiêng nể gì mà sử dụng vu pháp tế khởi vu bảo. Mà ở tại phương trượng thiên sơn lại hình thành thế giới của tiên, với vu hoang là hai thế giới đối lập, vu pháp và tiên pháp không hợp nhau. Bởi vậy nguyên bản trong thế giới vu hoang có thể sử dụng vu pháp vu bảo, nhưng đến nơi này đã không còn tác dụng. Phương trượng thiên sơn quả nhiên thần kỳ, hiện giờ tu vi và vu bảo đã bị tiên tức cổ tiên khắc chế rồi, chỉ có thể sử dụng thân thể mở đường, ở loại địa phương này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Diệp Húc thở hắt ra thật dài, thân thể của hắn tuy mạnh có thể so với đại vu nguyên thần bất diệt, nhưng mà không có pháp lực thì thực lực của hắn sẽ bị giảm sút, e rằng không thể chăm sóc cho Hùng Bi và đám người. Đột nhiên hắn liếc thấy một tòa bảo tháp 11 tầng tại trong đạo tiên quang phập phồng, không ngừng nuốt tiên quang, đem tiên quang thu vào trong tháp. Gì là thiên địa tháp của ta? Diệp Húc trong lòng cả kinh, chỉ thấy bảo tháp ở trong đám tiên quang như trước bộc phát ra uy thế không gì sánh nổi, cũng không bị quy tắc thiên địa khắc. Tòa bảo tháp này chính là Diệp Húc tham chiếu chứng đạo chi bảo của Di La Thiên Diêu Đế tạo thành, có được quy năng kỳ lạ. Giờ đây bảo tháp lơ lửng có được pháp lực như trước, thậm chí đối với quy tắc của tiên có điều khắc chế, hấp thụ tiên quang của cổ tiên lưu lại sau khi chết.
Diệp Húc tâm niệm vi động, đem tòa bảo tháp triệu hồi tế lên đỉnh đầu, bao khắp quanh thân, lập tức thế trong người, tu vi lại bắt đầu vận chuyển trở lại, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Tòa bảo tháp này không ngờ có thể khắc chế tiên quang, Di La Thiên yêu đế quả nhiên rất cao minh. Hắn trong lòng nhất động, tế khởi ngọc lâu, chỉ thấy ngọc lâu ngang trời cũng xông vào bên trong tiên quang. Tức thì một cảnh tượng phát sinh khiến hắn kinh ngạc, chỉ thấy ngọc lâu của hắn cũng không ngừng cắn nuốt tiên quang. Di La Thiên địa tháp có thể cắn nuốt tiên quang là bởi vì nó dựa theo thiên đế chứng đạo chi bảo khuôn mẫu sở đúc ra. Chẳng lẽ ngọc lâu của ta cũng là thiên đế chứng đạo chi bảo hay sao? Tâm thần Diệp Húc chìm vào bên trong ngọc lâu, chỉ thấy những tiên quang này đang bị cây ngọc thụ đỉnh thiên lập địa trong ngọc lâu cắn nuốt. Ngọc thụ không ngừng hấp thu những tiên quang này, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng và cũng bồi dưỡng nguyên thần của hắn, làm cho nguyên thần của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên thần đồng thời cũng tưới tắm cho bản vương chân thân, làm cho bản vương chân thân của hắn tràn đầy năng lượng, bắt đầu kế tiếp sinh trưởng. Oanh một tiếng, bản vương chân thân của hắn chấn động kịch liệt, mắt trái hóa thành mặt trời chói chang. Bên trong mặt trời chói chang có một con tam túc kim ô bay ra. Con kim ô này cánh che kín trời, xung quanh thân tràn ngập thái dương chân hỏa, mắt bắn ra thái dương thần quang. Đột nhiên nó thu lại hai cánh, hóa thành một người khổng lồ hình dung cổ xưa, đầu đội đế quan, thần thái cao ngạo, giống như một pho tượng thống ngự chư thiên. Hoàng đế ngang nhiên ưỡn ngực, cất bước vào trong mặt trời chói chang, trong thế giới của Diệp Húc, trấn thủ thái dương đại tinh. Hạo Thiên đại đế kim ô tam tương chân thân cuối cùng cũng được hắn luyện ra. Ngọc thụ của ta có thể cắn nuốt luyện hóa tiên quang, biến thành tu vi của mình. Vừa rồi trong một lát ngắn ngủi liền tương đương với ta khổ tu hàng mấy tháng trời rồi. Diệp Húc không khỏi vừa mừng vừa sợ, tình huống này hắn tuyệt đối không thể dự đoán được. Hắn nguyên vốn tưởng rằng tự mình triệt để luyện thành thiên địa pháp tướng cần đến hàng trăm thập niên âm quang, nhưng như vừa rồi nhìn thấy lại khiến cho hắn nảy ra hy vọng. Nếu không ngừng cắn nuốt tiên quang, hắn thậm chí có thể tốc thành, đạt tới thành tựu một người khác hàng trăm năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không đạt được, tu thành cảnh giới mà người khác tha thiết ước mơ. Diệp Húc lập tức xem xét Di La Thiên địa tháp, chỉ thấy Di La Thiên địa tháp của hắn và ngọc lâu của hắn có một chút không giống nhau. Tòa bảo tháp này sau khi cắn nuốt tiên quang thì lại không hấp thu mà chứa đựng ở bên trong tháp thân, nổi lên tầng tầng thế giới tiên sương mờ ảo. Uy thế của tòa bảo tháp này cũng giống như không ngừng nâng lên, ở bên trong một tầng bảo tháp giống như một tầng thế giới, cung cấp cho thế giới lực. Tiên quang chất chứa càng nhiều thì thế giới lực càng lớn. Người khác không thể vận dụng vu pháp vu báo, nhưng ta có được hai kiện bảo vật này trong tay, lại có thể không kiêng nể gì thúc giục vu pháp tới khởi vu báo. Hiện giờ tuy rằng trong phương trượng tiên sơn có nguy hiểm, ta cũng có thể đối phó được một phần. Diệp Húc tràn đầy tự tin, đem ngọc lâu tế khởi không ngừng cắn nuốt tiên quang, cuồn cuộn không ngừng nâng cao tu vi của mình. Và cùng lúc đó, hắn lại đem Di La Thiên địa tháp tế khởi không ngừng hấp thụ tiên quang, nạp vào trong thân tháp chứa đựng xuống dưới. Gặp được những lần như thế này rất khó. Trong phương trượng tiên sơn, cố tiên quá bán đã ngồi mà chết, khí tức hóa thành tiên quang gần như vô cùng vô tận đã xuất ra nơi này. Muốn một lần nữa gặp được cơ hội như thế này gần như là không có khả năng. Không qua bao lâu, những đạo tiên quang này liền bị hai kiện vu bảo hấp thu không còn. Những đạo tiên quang này không có quá 1% hóa thành tu vi của Diệp Húc, còn đại bộ phận tiên quang đều bị Di La Thiên địa tháp cắn nuốt. Diệp Húc lúc này thu hồi hai kiện bảo vật tế lên đỉnh đầu, đi nhanh về phía trước thu đoạt những tiên quang khác. Bọn họ đi đi dừng dừng, Diệp Húc một đường không ngừng cướp đoạt, thu được 7 đạo tiên quang, mà ở tại nơi xa còn có một đạo tiên quang ở trên giữa không trung lưu động tản ra ánh sáng chói lòa. Một đạo tiên quang là khí tức của một vị cổ tiên đã đi qua lưu lại. Ở đây lại có nhiều tiên quang như vậy thì sẽ phải có bao nhiêu cổ tiên chết ở chỗ này đây. Diệp Húc nhìn thấy kinh tâm động phách, đột nhiên thầm nghĩ, không biết liệu có thể thu lấy một thi thể cổ tiên hay không. Cổ tiên là nhân vật có thể so với Vu Hoàng, nếu có thể thu lấy một tử thi cổ tiên luyện thành thân ngoại hóa thân thì... Tim hắn không khỏi đập thình thịch. Tiên quang trong không trung có số lượng rất nhiều, chắc là sẽ không ít cổ tiên chết ở trong tòa phương trượng tiên sơn này. Thi thể của họ sau khi chết đi quá bán cũng sẽ như Vu Hoàng vạn cổ bất hoại. Nếu như có thể đem tất cả những thi thể cổ tiên này luyện thành thân ngoại hữu thân, mới chỉ nghĩ đến đó thôi hắn không thể không cảm thấy kinh hoàng. Tuy nhiên bọn họ trên đường đi tới, trước sau không nhìn thấy một thi thể nào, khiến Diệp Húc buồn bực không ngừng. Hương khí rất nồng đậm, các ngươi ngửi được không? Hùng Bi hưng phấn cái mũi, hít hít không ngừng, khóe miệng chảy nước miếng kêu lên.
Lão già, tôi dám khẳng định, ở nơi đây tất nhiên có một viên tiên chân hoàn chỉnh. Hơn nữa, lại là tiên chân thành thục kìa. Loại tiên chân này, ngửi một cái thôi, nó có thể làm cho người ta kéo dài tuổi thọ. Nếu ăn vào mà nói, nó không chừng có thể trường sinh bất lão. Thật sự, có thuốc trường sinh bất lão hay sao? Diệp Húc trong tâm vừa động, nhìn ra tứ phía, chỉ thấy trong phương trượng tiên sơn hoang vắng quạnh hiu, không có lấy một chút hơi người. Hắn vẫn không thể ngửi thấy hương khí, thậm chí ngay cả Hạo Thiên Khuyển cũng xấu hổ vạn phần, chịu đả kích thầm nói. Nói chó có cái mũi linh mẫn, đáng thương đại tôn vương ta còn kém một con gấu kìa. Hùng Bi dẫn đường hướng về phía trước cười nói. Có ta ở đây, nhất định có thể tìm ra được cốc tiên chân. Đến lúc đó lão già trưởng sinh bất lão, đừng vội quên chỗ tốt của tiểu hùng. Đột nhiên, hắn giương hai cánh ra, hướng thiên không bay lên. Diệp Phúc vội vàng phất tay áo một cái, đem tất cả đám người cuộn cả lại, vội vàng đi theo phía sau Hùng Bi. Lỗ mũi Hùng Bi kích thích, người theo hương khí mà bay lên, đến trên một tòa tiên sơn ở ngang không trung, chỉ thấy phía trước một tòa đạo quán đổ nát. Trên đạo quán, chữ viết đã mơ hồ không rõ, mà nhìn phía trước có một tấm bia đá đã bị vỡ. Trên bia đá viết hai chữ tiên sơn. Với Diệp Phúc, tấm bia đá này với tấm bia trước kia từng gặp phảng phất dường như là một vậy. Phương trượng tiên sơn. Diệp Phúc nao nao lẩm bẩm. Không trung tiên sơn vô số, chẳng lẽ chỉ có một ngọn núi này mới là chân chính phương trượng tiên sơn thôi sao? Hắn đi vào bên trong đạo quán, tới khởi Di La Thiên Địa Tháp bao phủ toàn bộ đạo quán. Hùng Bi và Hạo Thiên Khuyển, Can Sải Dao lập tức hành động, bốn phía lục soát tìm kiếm tiên chân tiên đan. Diệp Phúc cũng động thân tìm tòi, chỉ thấy trong đạo quán có chút lạnh lạnh, chỉ có một số bồ đoàn và tiên tôn điêu khắc thời viễn cổ, phần lớn nó bị hư hại không còn dùng được nữa. Đột nhiên hắn nhìn thấy trong đại điện cung phụng tiên tôn của đạo quán, một quyển tiên thư cũng bị cung phụng đứng lên. Diệp Phúc tiến thẳng đến trước mở kim thư ra, chỉ thấy trên kim thư chữ viết lưu động cũng là một số cổ tiên ẩn cư trên phương trượng tiên sơn ghi lại một ít sự tình sau khi thiên địa đại tan biến. Từ giữa những hàng chữ lộ ra một loại không khí cực kỳ bi quan. Lục đạo tan vỡ, thiên địa biến pháp, quy tắc đại dị, thiên nhân ngũ suy, quần tiên còn lại không thể sinh tồn, tị cư ở phương trượng. Diệp Phúc cẩn thận đọc, chỉ thấy trong sách văn tự không phải chỉ có một vị cổ tiên ghi lại, mà là rất nhiều các vị cổ tiên tiếp tục viết lại giai đoạn lịch sử kinh tâm động phách kia. Trong sách nói, sau hơn 200 năm đầu khi thiên địa tan biến, thời điểm này bọn họ hầu như không thể chống đỡ. Trong sách có nói, tổ tông đến đây sau hơn 200 năm đầu khi thiên địa tan biến, thời điểm này bọn họ hầu như không thể chống đỡ. Ông đến đây, cái vị tổ tiên của tất cả địa tiên đem theo thuốc trường sinh bất tử giáng lâm đến chốn niết bàn của tiên nhân này. Lão tổ tông chính là tất cả ngọn nguồn của địa tiên, là nhân vật cao nhất, thậm chí luôn cả tiên đế cũng cưng kính ngưỡng. Ông đem nhân sâm quả phân cho quần tiên, duy trì sinh mạng của họ không bị tiên nhân ngũ suy xâm nhập. Nhân sâm quả 3.000 năm mới khai hoa, 3.000 năm mới kết quả, 3.000 năm mới thành thục. Ăn một quả có thể tăng thọ 9.000 năm, có thể duy trì sinh mệnh 30 vị tiên nhân trường sinh bất tử. Trong phương trượng tiên sơn có hơn 100 vị tiên nhân, hơn nữa còn có lão tổ tông, chỉ có 30 vị tiên được sống sót, còn những người khác, có người lựa chọn rời đi, có kẻ gây chiến, làm cho phương trượng tiên sơn phát sinh một hồi đại chiến. Thời gian từ từ, cây nhân sâm lại một lần nữa kết quả thành thục, 9.000 năm trời cũng đã qua đi, thiên địa càng ngày càng không thích hợp cho tiên nhân tồn tại. Lần này trên cây lại chỉ kết ra 26 miếng nhân sâm quả, lại có 4 vị tiên nhân nữa phải ra đi. 9.000 năm một lần luân hồi, cây nhân sâm kết ra trường sinh quả càng ngày càng ít. Trong phương trượng tiên sơn, tiên nhân cũng càng ngày càng ít đi, chỉ còn lại 9 người. Lão tổ tông ra đi, sau khi trở về ý chí và tinh thần sa sút hắn. Ông đi Côn Luân thăm Ngọc Hoàng và Vương Mẫu, sau khi trở về đã khóc 3 ngày 3 đêm, rồi nói với chúng tôi rằng quần tiên trong Côn Luân hầu như cũng đã chết cả rồi, chỉ còn lại có Ngọc Đế và Vương Mẫu. Bàn đào viên của Vương Mẫu điêu linh, sản xuất bàn đào càng ngày càng ít, không thể chống đỡ nổi. Hai vị tiên tôn cuối cùng lựa chọn hướng thiên thỏa hiệp, tự giải nguyên thần. Nguyên thần bọn họ hóa thành mảnh vỡ, dung nhập vào trong huyết mạch con cháu, làm cho họ hóa thành vu. Bệ hạ đã chết, Vương Mẫu cũng đã chết, chúng ta còn xa hay sao? Lão tổ tông lại ra đi, ông đi Tu Di Sơn đến thăm Phật Tổ. Phật Tổ cũng hóa đạo rồi, ngay cả nhân vật cổ xưa tôn quý nhất Tây Phương này cũng không thể kiên trì được nữa. Diệp Húc tiếp tục lật xem kinh thư, cẩn thận đọc tiếp, càng đọc càng cảm thấy kinh tâm động phách.
Kim Thư viết, lão tổ tông ấy là địa tiên chi tổ, chứng kiến thiên đế và vương mẫu hóa đạo, tự giải nguyên thần, hướng thiên tòa hiệp. Sau đó chứng kiến Phật tổ hóa đạo, tự giải tự thân, là chứng kiến trên Tu Di Sơn nhiều chư Bồ Tát cổ Phật, thiên thần ngã xuống. Phật tổ và chư tiên Bồ Tát cổ Phật, thiên thần, tôn giả ngã xuống là lúc mời hắn đến xem lễ. Khi đó thiên địa chấn động, tịch tĩnh vô thanh, chỉ thấy Phật quang vô cùng vô lượng, vắt ngang vũ trụ, chiếu diệu thời không. Hào quang hạ xuống, đầy trời thần Phật, hết thảy tạo hóa, phong ấn Tu Di Thần Sơn. Cuối cùng, tiên Phật, thiên thần trong thiên địa tất cả đều ngã xuống, chỉ còn lại có vài vị cổ tiên ít ỏi còn sống sót trên núi Phương Trượng. Các vị cổ tiên này trong lòng vô cùng tuyệt vọng không gì so sánh được. Qua thêm một ít năm, thần quy vạn kiếp bất diệt, lưng đeo tiên sơn rốt cục cũng chết già, lưu lại 28 viên minh châu hóa thành trăng sáng, thủ hộ cuối cùng cho tiên sơn niết bàn. Phương Trượng tiên sơn, một mảnh từ khí trầm lặng, mọi người tất cả đều không còn cái vui trên đời. Có một ngày lão tổ tông từ ngoại giới đi về, rất là vui mừng, nói rằng hãy còn hy vọng. Ông ta đã gặp một vị cổ lão tồn tại, vị cổ lão này trong mắt tiên nhân là không gì không làm được, không gì không biết. Lai lịch của hắn cổ xưa, giống như vũ trụ, giống như thiên địa tăng thương. Trước khi lục đạo chưa vỡ, vị cổ lão này đã ý thức được khi phát sinh động đãng, trước khi lục đạo bị phá vỡ một khắc, bỏ qua thân vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất tử của chính mình, chủ động tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế. Giờ khắc lục đạo kia vỡ nát, hắn chuyển thế tái sinh, mang theo trí nhớ từ kiếp trước, trở thành một vị vu thứ nhất đương thời. Hiện giờ, vị cổ lão này tồn tại đã trở thành thiên đế của thế giới mới. Vị thiên đế thứ nhất xưng hiệu Di La Thiên Nguyên Thủy Đại Đế, ở tại Ngọc Hư Cung. Hắn chuẩn bị luyện thế tam thập tam thiên giới, luyện chế lục đạo luân hồi để tái hiện lại thiên tiên vinh quang. Lão tổ tông lần thứ nhất nở nụ cười, nói rằng vị cổ lão này chính là nhân vật mà ông ấy kính ngưỡng. Cổ lão tồn tại đã luyện thành hình dạng ban đầu của 33 thiên giới, tất nhiên có thể khôi phục lại thịnh thế trước kia. Thời gian từ từ trôi qua, nhoáng một cái là 10 vạn năm đã qua đi. Cây nhân sâm kinh qua thiên địa hủy diệt 54 vạn năm đầu, chỉ kết được 4 quả nhân sâm. Trên phương trận tiên sơn chỉ còn lại 4 vị tiên nhân mạnh nhất, trong đó có vị lão tổ tông này. Bọn họ không chờ đợi lần lượt hóa đạo, tự tiêu khỏi thế gian. Tiên nhân trên thế gian này chỉ còn lại có mình ta. Trên kim thư, bút thuật cũng đã đổi, xuất hiện chữ viết già nua, cao và thẳng. Đây hẳn là chữ của lão tổ tông kia trong đám cổ tiên này. Tịch mịch, thật sự hết sức tịch mịch. Vị cổ tiên lão tổ tông trên kim thư có viết. Diệp Húc có thể thể hội sâu sắc tâm tình của lão tổ tông khi đấy. Trong thiên hạ chỉ còn lại một vị tiên nhân cuối cùng. Vị tiên nhân này nhìn thầy đồng bạn của mình lần lượt chết đi, trong lòng kia phân tịch mịch ra sao và khắc cốt ghi tâm. Có một ngày trời giáng mưa máu, trời xanh biến màu như đang cùng khóc, như cùng với vị tiên nhân cuối cùng này gào thét tuyệt vọng. Hắn đã chết. Một tiếng thở dài sâu kín, lão tổ tông đã viết ở trong sách, cổ lão tồn tại đã chết rồi, hoàn toàn đã chết. Vị tiên nhân cường mạnh nhất, cổ lão nhất trong các tiên nhân tồn tại cũng không thể hoàn thành trọng trách khôi phục 33 thiên giới, khôi phục lục đạo luân hồi. Cuối cùng, Di La Thiên Nguyên Thủy Đại Đế hao hết thọ nguyên, nguyên thần vân giải, hóa thành hư ảo. Ngày trước khi sắp chết, ông ta vẫn tràn trề hy vọng, nói mình đi lầm đường, cuối cùng đã tỉnh ngộ, rốt cuộc đã tìm được mầm mống căn bản. Nhưng ông đã không có thời gian đem mầm mống này ươm trồng. Hy vọng ta là ta có thể đem trồng xuống mầm mống này, nhìn thấy mầm mống trưởng thành, chờ đợi trong thiên địa tái hiện tiên nhân một ngày không xa. Cái mầm mống thần kỳ này lão tổ tông cũng không hề trồng xuống. Hắn cho rằng vị lão tổ tông cổ lão tồn tại này muốn hắn tiếp tục sống, mới có thiện ý nói dối hắn bằng những lời hoang đường. Hắn không cho rằng thế gian có mầm mống, hắn cũng đã sắp sụp đổ, một tồn tại vĩ đại nhất cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này, hắn tự nhiên lại càng không thể. Hắn đã quá mệt mỏi, không còn lòng dạ nào tiếp tục chờ đợi. Hắn đem mầm mống phong ấn bên trong Phương Trượng Tiên Sơn, cây nhân sâm chỉ còn kết được 3 quả. 3 quả cuối cùng hắn cũng không ăn để kéo dài sinh mệnh của chính mình, mà là chọn hóa đạo, đem tự thân hóa thành hư ảo. Tịch mịch, hết sức tịch mịch. Hắn viết: sau khi ta chết, thiên hạ sẽ vô tiên. Đây là câu cuối cùng trong kim thư,
một vị tiên nhân cổ lão cuối cùng đã tự hủy diệt mình như thế. Diệp Húc khép lại kim thư, trong lòng cảm thấy nặng trịch, một loại cảm xúc không tên lưu động ở trong lòng. Hắn đối với những cổ tiên này hết sức đồng tình. Những cổ tiên này đã vô cùng mạnh mẽ đối diện với thiên nhân ngũ suy, thiên địa dị biến, từng bước đi đến tuyệt vọng, cuối cùng đã biến mất khỏi thế gian, đi vào hư ảo. Di La Thiên Yêu Đế, nói vậy đó là vị Di La Thiên Nguyên Thủy Đại Đế. Không nghĩ tới là vị đại đế này lại có một lai lịch như vậy. Không ngờ lại là thủ lĩnh của quần tiên Du Cát Tị Hung, trước khi chuyển thế một khắc đã thành một vị vu thứ nhất của thế giới vu hoang. Diệp Húc lộ ra một sắc suy tư, trong kim thư bao hàm tin tức cực kỳ khổng lồ, cực kỳ kinh người. Nếu như nội dung của quyển kim thư này mà truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ nổi lên sóng to gió lớn, thậm chí có thể lay động địa vị thống trị của thiên đế thiên giới. Di La Thiên Địa Tháp hơn phân nửa đó là tam thập tam thiên giới mà Nguyên Thủy Đại Đế luyện chế rồi. Đáng tiếc là cả vị thiên đế này cũng không thể trùng tu thiên giới, trọng luyện lục đạo. Hắn đã không còn là tiên nhân nữa mà đã là vu, thọ nguyên hữu hạn, không thể hoàn thành hành động vĩ đại này. Diệp Húc lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ, chả trách Di La Thiên Địa Tháp có thể khắc chế quy tắc của thế giới Phương Trượng Tiên Sơn, hấp thụ tiên quang. Hóa ra tòa bảo tháp này chính là bảo vật Nguyên Thủy Đại Đế đúc luyện để hóa thành 33 thế giới mới. Tuy nhiên, Ngọc Lâu Ngọc Thụ của ta thì lại là chuyện gì xảy ra đây? Trong phiến tiên sơn thế giới này, quy tắc của vu bị khắc chế, không thể vận dụng vu pháp hay vu bảo. Di La Thiên Địa Tháp thì lại có thể, bởi vì tòa bảo tháp này là chứng đạo chi bảo do Nguyên Thủy Đại Đế luyện thành. Mà tòa Di La Thiên Địa Tháp của Diệp Húc thì cũng là phòng chiếu theo chứng đạo chi bảo mà luyện thành, nên cũng có tác dụng khắc chế tiên quang. Mà Ngọc Lâu của Diệp Húc và Ngọc Thụ trong Ngọc Lâu cũng có tác dụng giống như thế. Điều này khiến cho Diệp Húc cảm thấy tò mò. Ngọc Thụ của hắn không chỉ có tác dụng khắc chế quy tắc, mà thậm chí còn cắn nút tiên quang luyện hóa thành tu vi. So với Di La Thiên Địa Tháp, công hiệu còn tốt hơn nhiều phần. Cây Ngọc Thụ này khi Ngọc Lâu xuất hiện thì nó liền tồn tại đi cùng với Diệp Húc từ khi trưởng thành đến bây giờ. Trong đó có rất nhiều diệu dụng. Diệp Húc sớm đã nhìn thấy, giờ đây Ngọc Thụ, Ngọc Lâu lại đem đến cho hắn niềm vui bất ngờ, đồng thời cũng đem đến cho hắn mối nghi hoặc càng nhiều hơn và càng lớn hơn. Không nghĩ đến nó nữa, trên cây nhân sâm hiện giờ vẫn còn ba quả, ăn vào có thể tăng thêm gần 3 vạn năm thọ nguyên, mà cây nhân sâm này vẫn còn khả năng ra quả. Bảo vật này liệu có thể tìm được ở đâu đây? Ánh mắt Diệp Húc lóe lên thầm nghĩ. Ngoại trừ cây nhân sâm, còn có 28 viên Minh Châu thần quy hóa thành sau khi chết đi, cũng là những thứ rất tốt, thậm chí có thể so với cấm bảo, bảo vật. Tuy nhiên, trên không trung chỉ có 27 vòng trăng sáng, chẳng lẽ còn một vòng nữa cũng bị người ta lấy đi rồi sao? Mầm mống bị vị tổ tiên phong ấn kia mới là vật quan trọng nhất. Nếu có thể tìm được mầm mống này đem trồng xuống, chẳng phải nói là ta còn có thể trường sinh bất lão, hy vọng trở thành tiên nhân với thế đồng tồn hay sao? Tim hắn đập thình thịch loạn nhảy. Tuy rằng lão tổ tiên tiên nhân kia không tin rằng viên mầm mống này có thể tái hiện lại vinh quang của cổ tiên ngày xưa, nhưng hắn thì lại có vài phần tin tưởng. Hắn lập tức ra khỏi đạo quán, bay lên không trung, nhìn ra bốn phía tìm tung tích của cây nhân. Chỉ thấy chung quanh nơi nơi đều là mảnh vỡ của tiên sơn, hoang vắng vô cùng. Đừng nói cây nhân sâm mà ngay đến cả một cây cỏ khô cũng không nhìn thấy. Cây nhân sâm nhất định được giấu ở một nơi nào đấy, đồng thời cũng có thể có viên mầm mống bị phong ấn kia. Hai đồ vật này nhất định được lão tổ tông địa tiên để ở cùng một chỗ. Chỉ cần tìm thấy cây nhân sâm thì cũng có thể tìm thấy cả hai đồ vật này. Diệp Húc tìm tòi xung quanh, chỉ thấy không trung tiên sơn nhiều lắm, ánh mắt không thể xem hết. Tuy nhiên, đại đa số những mảnh vỡ tiên sơn đều là những mảnh hoang tàn, không có một chút sức sống nào, càng không cần phải nói đến cây nhân sâm. Đột nhiên hắn chú ý tới một đại địa tiên đảo, phía xa có một vết nứt thật sâu, nước biển vọt lên, tiên quang đãng đãng. Đó là một lối đi khác vào thế giới Phương Trượng Tiên Sơn, so với lối đi ở Huyền Không Sơn thì lối đi ở đây lớn hơn rất nhiều. Nước biển ra một tiếng nhấc lên, một con thuyền lớn từ trong vết nứt bay thẳng lên trời, lập tức cầm mầm rơi xuống đất. Đột nhiên lại ra một tiếng, cũng lại một chiếc thuyền lớn nữa vọt lên khỏi mặt nước, cũng giống như thế bị quy tắc của thế giới Tiên Sơn khắc chế liền rơi trở lại. Là hai chiếc chiến hạm của Mông Chính và Lý Như Tư. Diệp Phúc trong mắt tinh quang bắn ra sát khí nháy động. Trong thế giới Tiên Sơn, bất kể kẻ nào đều không thể sử dụng pháp lực và vũ bảo. Mông Chính và Lý Như Tư cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hai người đều là đỉnh phong đại vu, thiên địa pháp tướng, bất diệt, thế nhưng cũng bị quy tắc ở nơi đây khắc chế, chỉ có thể dựa vào thân thể hùng mạnh của tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên Diệp Húc có được Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lâu, nên không bị quy tắc nơi đây khắc chế, có thể không kiêng nể gì mà sử dụng vu pháp và tế khởi vu bảo.
Bởi vậy tuy rằng Mông Chính và Lý Như Tư đều là cường nhân gần với Nhân Hoàng, nhưng hắn cũng không sợ chút nào cả. Xem vị trí của vết đất này, hẳn là ở vào thánh địa duy nhất của Hạ Châu, Lăng Gia Tiên Phủ. Mông Chính và Lý Như Tư sao có thể từ trong vết đất này mà tiến lại được đây? Hay là Lăng Gia Tiên Phủ đã cùng bọn chúng liên kết rồi sao? Diệp Phúc trong lòng khẽ động, đột nhiên chỉ thấy trong rãnh nứt kia ánh sáng vô cùng nhu hòa từ đáy nước chiếu ra, một vòng trăng sáng thật lớn chậm chậm từ trong vết nứt bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Đây là một kiện bán thành phẩm cấm bảo, sau khi thần quy chết đi lưu lại 28 viên minh châu, không biết như thế nào bị cường nhân trong Lăng Gia Tiên Phủ lấy được, đánh vào cấm pháp không hoàn chỉnh luyện thành cấm bảo. Trăng sáng bay lên không, ánh sáng như nước bắn ra, chỉ thấy hai chiếc chiến hạm vừa rơi xuống đất lại chậm chậm bay lên. Vòng trăng sáng bản thân chính là viên minh châu sau khi thần quy chết đi lưu lại, lại có tuyệt đại cao thủ quán chú nhập bất hoàn chỉnh cấm pháp vào, uy năng vô hạn, vô hình chung bên trong mà triệt tiêu đi quy tắc tiên gia. Diệp Phúc xem đến đây lại từ trên không trung hạ xuống một lần nữa, quay về bên trong đạo quán thầm nghĩ, lần này khó đây, bất kể như thế nào ta cũng phải có được cây nhân sâm và viên mầm mống kia. Từ lúc bọn họ còn chưa có lục soát đến đây, phải khẩn trương tìm hai kiện bảo vật này. Đột nhiên trong đạo quán chuyển tới tiếng của Hùng Bi hô hoán kêu lên, lão gia mau tới đây, tiểu hùng cuối cùng đã tìm thấy Phương Trượng Tiên Sơn thật sự rồi, đã tìm thấy rồi. Diệp Húc nghe nói như thế không khỏi nao nao, Phương Trượng Tiên Sơn thực sự sao? Chẳng lẽ vị trí của chúng ta hiện tại còn không phải là Phương Trượng Tiên Sơn thực sự hay sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 133 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại ở tập 134 vào ngày mai.